sĩ Hồng Tơ cũng mới vừa vào bên trong. Bây giờ anh đã ra về nè quý vị. Thấy nó bị gì đó.
Trong thì có nghệ sĩ Hồng Tơ. Hồng Tơ cũng mới vừa đến với lại Vũ Lân. Vũ Lân thì đang tiếp nghệ sĩ Hồng Tơ ở bên trong quý vị. Nhưng mà hiện giờ thì chắc bên trong đang làm lễ cái gì đó, cho nên dân dây lại không có ai vô thắp nhang được. Thì chắc làm lễ xong thì sẽ tháo cái dây đó ra thì mọi người sẽ vào thắp nhang cho lại. Thì mình nghĩ từ đây đến tối chắc rất nhiều nghệ sĩ đến quý vị ơi. Kính thưa cùng toàn thể điện quý quan khách cùng trong chương trình tham gia diễn viên, thưa cùng toàn thể điện quý vị. Yeah.